Vừa qua, Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua ngành công thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2026. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, ngành công thương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật đóng góp vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Tuy nhiên, hiện Việt Nam phải đối mặt với khó khăn thách thức lớn của đại dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, lây lan với tốc độ nhanh, đã tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội, cản trở việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành công thương. Để các phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2026, tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Công thương đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà ngành công thương sẽ quyết tâm thực hiện bao gồm: triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, phát động và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của cán bộ chủ chốt trong từng cơ quan đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua với phương châm lấy tốc độ bù thời gian nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa kiểm soát tốt được dịch COVID-19, vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội kịp thời khen thưởng động viên các tập thể cá nhân làm tốt nghiêm túc phê bình kỷ luật các trường hợp lơ là chủ quan chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị